Xin chào các bạn và các em đã đến với chuỗi video học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày qua những bài tập thầy trích ra từ trong những đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12 nhé. Các bạn sẽ được học các từ vựng nâng cao mỗi ngày cùng với những ví dụ và giải thích để cho chúng ta hiểu từ vựng và biết cách dùng từ vựng luôn nhé. Nào, chúng ta cùng vào video nào. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là từ thuận tiện cho cái việc gì đó. Và từ này dịch sang tiếng Anh là gì? Mời các bạn và các em hãy xem video để cùng học từ vựng này nhé. Chúng ta có câu We all wish to create a friendly and supportive environment. 3 chấm ha. To learning. Chúng ta có cái đáp án A, B, C, D và yêu cầu của bài tập này đó là tìm ra cái đáp án đúng ha. Vậy thì các bạn hãy dành ra 5 giây hoặc là dừng video để cùng làm bài tập này nhé. Đáp án của chúng ta đó chính là C, conducive. Bây giờ thầy sẽ cung cấp từ vựng cho chúng ta nhé. Đầu tiên chúng ta có từ liable. Liable. Từ này có nghĩa là trách nhiệm cho, để tính từ ha. Từ này có một số nghĩa nữa, đây là nghĩa chung ha. Trách nhiệm làm cái gì đó, trách nhiệm chi trả cho cái gì đó. Tiếp tục chúng ta có từ accommodating. Accommodating. Từ này là tính từ, nó có nghĩa là hay giúp đỡ. Và chúng ta có từ dành cho video ngày hôm nay đó là từ conducive. Conducive nó có nghĩa là thuận tiện hoặc là dễ dàng cho cái việc gì đó. Và chúng ta có từ detrimental. Detrimental có nghĩa là có hại. Câu này được dịch là tất cả chúng ta đều mong ước là tạo ra một cái môi trường friendly là thân thiện và supportive là hỗ trợ lẫn nhau ha. Conducive to learning là dễ dàng hoặc là thuận tiện cho việc học. Ok, và bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ nữa để biết cách dùng của từ conducive nha. Chúng ta có câu The noise was hardly conducive to sleep. Câu này có nghĩa là tiếng ồn thì hầu như không thể thuận tiện hoặc là dễ dàng cho việc đi ngủ ha. Thì chúng ta có từ conducive này nó đi với giới từ to ha. Và cái giới từ to này nè, nó là một dạng giới từ chứ không phải là to nối giữa hai cái động từ. Chính vì vậy nên cái từ phía sau nó là một danh từ. Ví dụ câu trên thì chúng ta phải biến thành từ learn thành in, nó tạo thành danh từ. Còn từ sleep ở dưới thầy đã dùng ở dạng danh từ luôn, không cần ha. Có nghĩa là giấc ngủ. Ok, và ngày hôm nay chúng ta đã học từ conducive, thuận tiện, dễ dàng cho cái gì đó. Và chúng ta có thêm 3 cái từ vựng cũng rất là phức tạp. Mà các bạn phải xem và cố gắng học để chúng ta có thể làm tốt cho những bài kiểm tra như thế này nhé. Nếu các bạn và các em thấy video hôm nay hữu ích thì hãy like, share để giúp cho nhiều người cùng học nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.